biết thứ hôm nay em đi về quê em đi rừng nghe mọi người. Thánh bảo ơi, đi rồi chuyển cảnh muốn chết luôn nè. Cả nhà bữa nay đi đường rừng nghe mọi người. Là chim quanh đây bữa nay đi về nội mà mình đi đường rừng nè mọi người. Kim Quy nha mọi người. Chuẩn bị cơm chiều của người miền Tây nha mọi người. Đây nấu cơm bằng củi. Áp luộc xả, khổ qua dòng thịt, ăn ngon lắm mọi người, ăn ngon ăn nước dừa thơm lần luôn, ăn là ghiền nha mọi người. Miền Tây thấm nước nha mọi người, ăn cơm của dân miền Tây, ăn cá nướng nha mọi người. Nhà mình chiều nay không có gì ăn nha mọi người. Ăn cá hi với tôm nước đỡ đỡ. Ăn đơn giản vậy thôi. Đánh chắc miền Tây. Cơm đây, cơm ăn hỏi cho tội uống luôn. Cơm chiều, khu du lịch sinh thái vườn nhà. Ăn cá dê của ai nồn. Nhà mẹ chồng nghe bà con. Đó, đi về nhà mẹ chồng qua nè. Đi về nhà nội qua nghe. Đó. Đó. Cá nhóc luôn. Về nhà nội qua. Sướng ít gì đâu.